Ok, xin chào anh em. Lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Coi 68. Thì chắc anh em cũng đã khá quen thuộc với gương mặt của mình khi mà mình luôn xuất hiện trong những video cập nhật cho anh em những cái tình hình diễn biến mới nhất của thị trường trong vòng tuần qua đúng không? Vậy thì trong vòng tuần này thì đối với mình có một số thông tin khá là thú vị mà mình muốn gửi đến cho anh em bên cạnh sự tăng trưởng của Bitcoin cũng như các đồng altcoin lớn. Thì những tin tức đó là gì? Vậy thì mình cùng đi vào video ngay thôi. Thì đầu tiên thì mình muốn gửi đến cho anh em đó chính là về Dogecoin. Thì đây là một cái thông tin khá là thú vị xoay quanh cái đồng meme coin về thú vật, về cái trend thú vật đã làm mưa làm gió trong năm nay. Vậy thì điều gì đã xảy ra với Dogecoin trong thời gian vừa rồi? Thì anh em cũng đã thấy được là trên màn hình của mình đây thì cái sự liên quan giữa Dogecoin và Elon Musk dường như là nó là một cái mối quan hệ rất là mật thiết đối với nhau. Vậy thì vào ngày hôm nay thì một tin tức lớn, theo mình là một tin tức lớn dành cho cộng đồng của Dogecoin và những người mà đã hâm mộ cái đồng meme coin chú chó Shiba dễ thương này. Thì cái tin tức này là gì? Đó chính là Dogecoin Foundation, tức là một cái quỹ tổ chức dành riêng cho Dogecoin, thì họ đã khởi động lại sau 5-6 năm họ tạm ngưng. Vậy thì điều này nó ảnh hưởng gì? Tức là trước đây á, khi mà Dogecoin được sinh ra thì nhiều người cho rằng là đây là chỉ là một trò đùa thôi, và ngay cả đội ngũ phát triển đứng phía sau của Dogecoin họ cũng cho rằng là chúng tôi tạo ra cái đồng meme coin này chỉ để đơn giản là mục đích giải trí mà thôi. Tuy nhiên sau 5-6 năm trời trở lại đây, và ngày hôm nay họ đã thông báo là họ sẽ tái thiết lập lại cái quỹ, cái tổ chức Dogecoin này. Thì điều gì khiến nó đặc biệt như vậy thì mình muốn đưa đến cho anh em, tức là sau khi Dogecoin Foundation được khởi động lại thì chúng ta có Vitalik Buterin là nhà sáng lập, một thiên tài của Ethereum, và cũng có dấu chân của Elon Musk trong sự kiện này. Tức là sao? Tức là Vitalik Buterin cùng với đội ngũ sáng lập trước đây họ rời bỏ Dogecoin. Bây giờ họ tụ tập lại, họ chung quy lại để họ sẽ tái khởi động lại cái quỹ, cái tổ chức Dogecoin này để hướng đến cái việc phát triển một cách nghiêm túc dành cho blockchain của Doge, để mà hướng tới những cái mục tiêu nó xa vời hơn trong tương lai. Thì mặc dù Elon Musk ông không xuất hiện ở trong cái ban cố vấn cùng với Vitalik Buterin và đội ngũ phát triển khác, tuy nhiên có một nhân vật rất là mật thiết với Elon Musk, đó chính là ai ạ? Đây, đó chính là ông này, mình sẽ cho anh em xem. Đây, đó chính là ông Jared Buckle. Thì mình nói sơ nét về ông Jared Buckle này là ai. Thì theo cái profile mình nghiên cứu được về ông này á, thì ông này là một trong những người đứng đầu, đây, một trong những người đứng đầu trong những cái chuỗi kinh doanh, những cái chuỗi sản xuất của gia đình Elon Musk. Đây là một vị trí rất là cao nha anh em. Thì và ông này cũng đang giữ một chức vụ gọi là giám đốc điều hành của Neuralink. Thì Neuralink là một cái công ty mà được Elon Musk cùng với những người khác sáng lập vào năm 2016. Thì đây là một công ty chuyên về áp dụng công nghệ để mà có thể phẫu thuật về não. Tức là họ sẽ vận dụng những cái công nghệ để họ đưa những cái sợi dây thần kinh vào những cái tế bào não để mà có thể cấy ghép, có thể phẫu thuật cho những bệnh nhân đang gặp những vấn đề bệnh nặng về não ha anh em. Thì ông Jared Buckle này sẽ là người đại diện chính thức cho Elon Musk trong việc cùng với những nhà sáng lập như Vitalik Buterin hay là những nhà phát triển của Dogecoin, họ chung quy lại. Đó, họ sẽ khởi động lại cái Dogecoin Foundation này. Thì cái tin tức này cũng đã được xác nhận bởi bên trang chính thức của Dogecoin nha anh em. Thì đây, đó, họ sẽ tái khởi động lại. Vì cái dự án này, cái tổ chức này họ đã quá là im hơi lặng tiếng kể từ khi là anh em cũng biết là sau khi Dogecoin được ra đời vào năm 2013 á, thì sau đó một thời gian là chỉ một năm thôi thì những nhà đội ngũ phát triển đứng phía sau dự án họ cũng đã rời bỏ dự án mà đi thôi. Thì vì vậy cái tổ chức này nó cũng đã dần dần nó chìm vào quên lãng rồi, nhưng đến ngày hôm nay thì nó đã được tái khởi động lại ha. Và cái điều khá là thú vị là mình cảm thấy một cái sự nghiêm túc ở trong một cái sự kiện này. Tại vì sao? Tại vì là Elon Musk ông đã cái khoảng thời gian vừa rồi thì sau khi mà ông đã làm dậy sóng cộng đồng bằng cách là ông pump and dump đó, ông siêu Dogecoin, ông làm mọi thứ về Dogecoin, thì mọi người cứ nghĩ rằng là ô, đây sẽ là một cái trò đùa thực sự. Và những cái lời nói của ông như là Dogecoin, tôi tin rằng Dogecoin sẽ là
một cái phương thức thanh toán rất 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 là phổ biến cho toàn cầu, thậm chí trong thời gian gần đây đó ông còn dính líu tới một cái sự kiện khác mà mình muốn gửi đến cho anh em ngay lúc này đây, chính là về một vị tỷ phú khác, chính là Mark Cuban. Thì cái sự kiện này là sao? Cái sự kiện này tức là anh em đã biết được rằng là vào hồi tháng 3 thì đội bóng của tỷ phú Mark Cuban được chơi giải NBA, là giải bóng rổ nhà nghề Mỹ á, chính là Dallas Mavericks á, thì ông đã chấp nhận rằng là đội bóng của ông sẽ chấp nhận Dogecoin là một phương thức thanh toán dành cho những fan hâm mộ mua vé vào để xem đội bóng, hoặc là những cái quà lưu niệm, những cái quà mà do đội bóng phát hành ra, thì khán giả, những người hâm mộ họ có thể mua Dogecoin, mua bằng những cái đó bằng Dogecoin được. Vì vậy nên vào thứ năm tuần trước á, thì ông đã đưa ra một cái chiến lược nó chuyển biến hơn một tí về Dogecoin để thể hiện một cái sự ủng hộ của ông về cái đồng Memecoin này. Thì ông nói rằng là sắp tới đây thì những khách hàng nào mà hâm mộ đội bóng thanh toán bằng Dogecoin để mua những cái quà lưu niệm thì sẽ được giảm giá vào cái đợt bán hàng sắp tới của đội bóng. Đó, thì không chỉ thế đâu, thì ông còn, sau khi ông đưa ra một cái chiến dịch đó thì ông còn nói rằng là sao? Đây, anh em có thể thấy rằng là cộng đồng của Dogecoin mạnh nhất khi mà họ sử dụng cái đồng coin này trong việc thanh toán. Đó, thì cái vấn đề này nó gây ra những cái luồng quan điểm trái chiều là sao? Tức là đối với cộng đồng Dogecoin thì họ rất là vui rồi, tại vì họ đang rất là siêu về Doge mà. Nhưng mà đối với phần lớn cộng đồng tiền mã hóa còn lại thì họ cho rằng họ cảm thấy khó chịu về cái vấn đề này. Tại vì ẩn sâu trong suy nghĩ của họ từ bấy lâu nay là Dogecoin chỉ là một cái trò đùa tiêu khiển mà thôi, những cái đồng coin giải trí mà thôi, chứ nó không hề đem lại một cái ứng dụng thực tiễn nào cả. Nhưng chính vì cái lập luận quan điểm của Mark Cuban thì đã làm nên một cái làn sóng tranh cãi như vậy. Đó, và họ cho rằng là ok, ông làm như vậy chính là ông đang siêu Dogecoin. Ông đang nắm số lượng lớn Dogecoin và ông sẽ thực hiện cho permandom để có thể xả Dogecoin ra thị trường. Thì cái điều này nó gây ra một cái sự phẫn nộ đối với phần lớn cộng đồng tiền mã hóa còn lại ha. Thì trước cái làn sóng này thì anh em có thể thấy rằng là Mark Cuban đã có những cái phản ứng lại là sao? Ông đăng tải trên trang cá nhân của mình rằng là tôi không hề siêu đó tí nào cả, và tất cả những cái điều mà tôi làm chỉ vì đội bóng mà thôi. Tại vì sao? Tại vì là 95% doanh thu của đội bóng đến từ Dogecoin, đến từ những người họ chấp nhận thanh toán bằng Dogecoin. Và cái điều này đã chứng minh rằng là tôi không hề siêu tí nào cả, và tôi làm là chỉ vì do đội bóng, vì công ty của tôi mà thôi. Đó, thì tiếp đến ông đã phản pháo lại rằng là cái vấn đề perm and dump của cộng đồng, nói rằng là ông đang siêu để ông perm lên rồi ông xả một số lượng lớn, thì ông đính chính ngay rằng là ngay cả với đội bóng và ngay cả tài khoản cá nhân của tôi thì còn chưa đến 15.000 USD về Dogecoin nữa cơ, thì lấy gì mà tôi có thể perm and dump được. Đó, thì những cái giải thích của ông tiếp theo để nói rằng là vấn đề mà cộng đồng đang gặp phải chính là sao? Chính là họ chưa hiểu kỹ về cái bản chất cốt lõi của Dogecoin. Đó, cái sự đơn giản của Dogecoin, cái sự mà giải trí của Dogecoin thì lại chính là điểm mạnh của nó. Cái sự rẻ của nó lại chính là điểm mạnh của nó. Tại vì sao? Tại vì rất là dễ hiểu thôi, đúng không? Nó rẻ thì mọi người sẽ dễ dàng có thể sở hữu nó, có thể mua nó, có thể thanh toán nó, và cộng đồng cũng có thể hưởng ứng nó một cách rất là dễ dàng. Nó không quá là khó tiếp cận như Bitcoin hoặc là Ethereum. Vốn dĩ bây giờ giá của các đồng top coin đó nó đã quá cao rồi. Nó chỉ dành cho những người mà họ có một cái khối tài sản tương đương, một cái khối tài sản lớn, chứ nó không dành cho tất cả, đúng không? Và duy nhất chỉ đối với Dogecoin thôi, thì ngay cả một người bình thường họ cũng có thể sở hữu Dogecoin, họ cũng có thể thanh toán bằng Dogecoin. Đó, thì đó là chính là những cái lập luận mà Mark Cuban đưa ra để có thể phản ứng lại với những cái quan điểm trái chiều của cộng đồng, và cũng có thể giải thích rằng cho bản thân cá nhân của ông rằng là ông không hề có một cái động thái siêu Dogecoin để có thể thực hiện cái vấn đề perm and dump vốn dĩ đã xảy ra rất là phổ biến trong thị trường tiền mã hóa, đúng không anh em? Vậy thì trước cái sự giải thích này của Mark Cuban thì đây anh em thấy một nhân vật mà mình cho rằng là ok, ông hoàng siêu Dogecoin luôn, thì chính là Elon Musk. Thì ông ta đã nói rằng là ông ta đã phản ứng lại với cái tin tức này ra sao, thì ông ta nói rằng là ok, tôi đã nói cái vấn đề này một khoảng thời gian khá là lâu trước đây rồi. Thì đây mình hiểu được rằng là những vấn đề mà Mark Cuban nói rằng là ok, cộng đồng Dogecoin rất là mạnh mẽ trong việc sử dụng như là một phương tiện để thanh toán, và Dogecoin cũng rất là hữu dụng trong việc có thể thanh toán
đó, tại vì chi phí của nó rất là rẻ, thì Elon Musk vào và nhảy vào ngay. Tôi ủng hộ anh. Cái vấn đề này tôi nói lâu rồi mà cộng đồng cứ phản đối đấy thôi. Đó, mình hiểu câu nói này của cái quan điểm này của Elon Musk chính là như vậy. Vậy thì trong cái sự kiện này thì mình cho rằng là Elon Musk và Mark Cuban đang sát cánh với nhau để cùng có thể bảo vệ Dogecoin đó. Và cái việc này nó lại dẫn đến cái sự trở lại của Dogecoin Foundation ngày hôm nay đó. Thì trước đây á, trước đây anh em có để ý với mình á, là vào tháng 5 á, thì sau khi mà Elon Musk ông live trên một cái chương trình Saturday Night Live á, thì sau đó Dogecoin nó có một cái cú xả rất là mạnh, đúng không? Và sau đó ông lại có những cái động thái tác động đến Dogecoin một lần nữa. Thì có một cái tin đồn cho rằng là ông đã bắt tay với các nhà phát triển Dogecoin từ năm 2019 để có thể phát triển về mạng, để có thể tối ưu hơn về blockchain của Doge. Đó thì đây chỉ là tin đồn thôi nha. Đây chỉ là tin đồn vào thời điểm tháng 5 thôi anh em. Nhưng hiện tại thì mình nghĩ rằng là tin đồn này nó đã thành sự thật rồi, khi mà ngày hôm nay Dogecoin Foundation được tái khởi động lại rồi. Và chính người đại diện là Jerry Burkle cũng đã đại diện cho Elon Musk trong ban cố vấn cùng với Vitalik Buterin. Đó, thì đây là một cái sự kiện dường như đã khẳng định rằng là ok, bây giờ chúng tôi bắt tay rồi đó, chúng tôi phát triển Dogecoin rồi đó, chúng tôi muốn nghiêm túc với blockchain Dogecoin, chúng tôi muốn hướng đến những điều nó xa hơn, và chúng tôi muốn khẳng định với cộng đồng rằng là ok, chúng tôi không đùa giỡn nữa. Vậy thì anh em hãy cùng mình chờ xem rằng là trong thời gian sắp tới, với cái tin tức lớn như thế này, thì Dogecoin sẽ hoàn thiện ra sao và giá của Dogecoin sẽ phản ứng như thế nào. Thì kết quả chúng ta phải cần thời gian, đúng không anh em? Ok, vậy thì mình xin chuyển tới một số tin tức lớn trong tuần này. Thì anh em cũng đã biết là giá của Bitcoin đang đi rất là tốt và hiện có một cái sự điều chỉnh rất là nhẹ thôi, một cái sự điều chỉnh lành mạnh để có thể để Bitcoin có thể tăng trưởng hơn trong tương lai. Thì mình cũng như đa số anh em thôi, thì mình vẫn rất tin vào thị trường này đang khởi động lại một cái chu kỳ uptrend. Thì đối với mình thì mình không có một lập luận hai chiều là khi thị trường đi xuống thì mình lại nói đi xuống, khi đi lên thì nó đi lên. Và nếu anh em nào có theo dõi mình ngay từ những video đầu á, khi mà Bitcoin điều chỉnh về 38.000 về 29.000, thì cái quan điểm của mình vẫn là Bitcoin sẽ view lên trong thời gian sắp tới và sẽ đạt một cái ngưỡng giá ATH mới vào cuối năm ha anh em. Đó, thì tin tức lớn đầu tiên mình muốn mang đến cho anh em chính là Bank of America đã có những cái nhận định rất là tốt về Coinbase. Thì anh em cũng biết á, là cách đây một tháng thì Bank of America, đây là một cái ngân hàng lớn thứ hai của Hoa Kỳ ha anh em, và nằm trong 4 tổ chức ngân hàng lớn hàng đầu của Hoa Kỳ. Đó, thì cái ông này nè, ông Bank of America này á, thì một tháng trước ông đã tung ra một cái tin tức là gì? Tức là ông đã chấp nhận cho việc triển khai những cái hợp đồng Bitcoin tương lai trên CME Group. Đó thì dài dằng dẳng tầm 2-3 năm trời, từ năm 2018 thì ông nói rằng là tôi không hề muốn dính líu gì tới Bitcoin cả, ông hoàn toàn chơi Bitcoin. Đó, nhưng vào tháng trước ông tung ra cái đó, thì bây giờ ông lại có một cái nhận định rằng là sao? Là ông hoàn toàn tin tưởng rằng Coinbase sẽ trở thành Amazon của thị trường tiền mã hóa. Ha. Và cái việc đánh giá của Bank of America là thông qua cổ phiếu Coin ha anh em. Tức là trong Bank of America sẽ có những nhà phân tích cấp cao. Đó thì họ đang có những cái nhận định về cổ phiếu Coin của Coinbase được niêm yết vào tháng 4 đó. Thì họ hoàn toàn tin rằng là khả năng Coinbase sẽ trở thành Amazon của thị trường tiền mã hóa. Tức là sao? Tức là họ đang có một cái niềm tin rất là lớn, và cái niềm tin của họ về thị trường crypto cũng đang dần dần được cải thiện dần. Và cái ngưỡng cửa đó được thông qua việc đánh giá qua Coinbase. Đó thì anh em cũng đã biết rằng là Coinbase là một trong những lá cờ tiên phong của thị trường tiền mã hóa, cũng như là sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu của Hoa Kỳ ha. Và khi Coinbase được những cái nhận định lớn như vậy từ những gã khổng lồ ngân hàng Hoa Kỳ như vậy, thì anh em có thể dễ dàng hình dung ra rằng là thị trường của chúng ta đang đạt ở ngưỡng cửa nào. Đó, thì tin tức thứ hai mình muốn mang đến cho anh em chính là về ông lớn phần mềm tiếp theo, đó chính là Microsoft. Thì Microsoft đang muốn sử dụng blockchain Ethereum để có thể ứng dụng vào việc gọi là bảo vệ những cái bản quyền của mình. Đó, thì anh em nào sử dụng Windows hay là bất cứ người dùng nào sử dụng Windows á anh em, thì chúng ta hay dùng Office nè, chúng ta hay dùng Microsoft Word, Excel hoặc là những cái phần mềm khác ở trên Microsoft, đúng không? Thì
cái vấn đề vi phạm bản quyền thì cái vấn đề nó luôn luôn xảy ra, tại vì mình hiểu được rằng á là không phải anh em nào, không phải bất cứ người dùng nào cũng có đủ điều kiện để mà chúng ta có thể sử dụng bản chính hãng. Ngay cả chính bản thân mình thì mình cũng đã từng dùng bản crack đó, thì cái điều này mình chia sẻ vui tí cho anh em mà thôi đó. Nhưng mà thực sự đến bây giờ thì cái vấn đề vi phạm bản quyền thì Microsoft đang muốn hướng tới việc là sử dụng blockchain Ethereum để có thể mà bảo vệ cái này. Và rất nhiều công ty trên thế giới nha anh em, rất nhiều công ty trên thế giới hiện tại cũng đang theo một cái xu hướng này để có thể bảo vệ những cái tài sản mang tính trí tuệ của họ, để tránh việc vi phạm bản quyền, thì họ sẽ đều ứng dụng blockchain hết. Và cái tên hàng đầu họ muốn hướng tới đó chính là Ethereum. Đó, thì cái điều này đã mở ra một cái cánh cửa rất là lớn cho việc ứng dụng blockchain toàn cầu. Nó không chỉ đơn giản là ở trong cộng đồng tiền mã hóa của chúng ta nữa, mà nó ngày càng nó lan tỏa hơn, nó ứng dụng hơn ở bất kỳ một cái ngành nghề nào. Thì đây cũng là một cái tín hiệu, một cái sự áp dụng rất là lớn, tốt đối với chúng ta ha anh em. Và điều này mình nghĩ rằng là nó sẽ tác động một cách rất là tích cực đến với cộng đồng tiền mã hóa và đến với toàn bộ thị trường nói chung. Ok, vậy thì một cái tin tức tiếp theo cuối cùng mà mình muốn gửi đến cho anh em trước khi bước qua cái lĩnh vực khác mà mình muốn đề cập, thì đó chính là Walmart. Đó, nếu mà anh em nào có theo dõi những cái video của mình á, nói về, hình như là mình nhớ không nhầm á, là cái video thứ tư hoặc là thứ ba gì đó, mình có nói về Amazon. Đó, mình có nói về cái tin đồn Amazon khi mà họ nói rằng là họ sẽ chấp nhận thanh toán Bitcoin vào cuối năm á, sau đó là họ đã phủ nhận cái thông tin đó. Và trong video đó mình cũng có đề cập là nếu mà Amazon họ chấp nhận rũ bỏ hoàn toàn vấn đề là tôi không chấp nhận Bitcoin, tôi không chấp nhận tiền mã hóa, thì các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Amazon trên nhiều phương diện khác như Walmart sẽ ra sao? Tại vì là Walmart á, họ cũng đã chớm nở việc áp dụng Bitcoin, mình nhớ không nhầm là từ tầm 1 năm trước rồi. Và tiếp đến thì họ cũng sẽ có những cái bước đi như thế nào, thì Amazon liệu họ có chấp nhận thua cuộc trong cái phạm vi này hay không? Thì mới đây anh em, Walmart họ đang tuyển dụng những người đứng đầu về sản phẩm trong cái chuỗi tập đoàn, trong cái chuỗi công ty của họ. Đó, thì mình mở ra một cái trang link kia cho anh em xem rõ ràng hơn luôn nha. Đây là cái trang chính thức tuyển dụng của Walmart về người dẫn đầu thị trường sản phẩm có am hiểu về tiền mã hóa cũng như là về cryptocurrency ha. Đây, anh em có thể thấy rằng là họ ghi rõ ràng những cái job description, tức là những cái mô tả công việc ra sao. Họ ghi rõ ràng rằng là đây, chúng tôi đang cần tuyển một người thực sự có đam mê và hiểu biết về tiền mã hóa đó, để có cơ hội đồng hành cùng chúng tôi trong việc scale, trong việc mở rộng ra, trong việc phát triển hơn về những sản phẩm mới cũng như là các chiến lược kinh doanh của chúng tôi trong tương lai. Tại sao? Đó, cái vấn đề tại sao này mình rất là chú ý, anh em mình chú ý hơn cả vấn đề là hơn cả vấn đề là người đứng đầu họ sẽ làm gì. Đó, tại sao? Đây, họ nhấn mạnh nha anh em. Tại vì là Walmart của chúng tôi á, là một trong những tập đoàn hàng đầu về bán lẻ, đúng không? Về bán lẻ thì chúng tôi luôn muốn cung cấp cho khách hàng những cái công cụ, những cái phương thức thanh toán đa chiều, đa dạng hơn cho khách hàng, để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng những cái dịch vụ, những cái tiện ích của chúng tôi. Và chúng tôi nhận thấy rằng là cryptocurrency, tiền mã hóa đang dần dần phát triển trong một cái xu hướng rất là bùng nổ như vậy. Vì thế chúng tôi cần phải bước chân vào lĩnh vực này. Đó, chúng tôi cần phải bước chân, chúng tôi phải nghiên cứu vào cái lĩnh vực này, và chúng tôi cần một người đứng đầu sản phẩm, đứng đầu những cái chuỗi sản phẩm, hiểu, nắm rõ về blockchain, về cryptocurrency, để mà có thể phát triển nó hơn trong tương lai, để mà có thể giúp doanh nghiệp của chúng tôi mở rộng tầm nhìn hơn, giúp doanh nghiệp của chúng tôi scale hơn trong tương lai. Đó, thì anh em có thể thấy rằng là qua những cái thông điệp mà Walmart muốn truyền tải trong cái tin mà họ đưa ra rằng là họ muốn tuyển dụng như vậy, họ muốn như vậy, cái mục tiêu, cái tầm nhìn của họ như vậy, thì anh em cũng đã hiểu được rằng là ok, cái việc mà Walmart chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, chấp nhận thanh toán bằng Ethereum hay bất kỳ một đồng altcoin nào khác trong tương lai, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vậy thì mà một điều mà khiến mình chú ý hơn nữa là anh em có biết một cái thông tin rằng là Walmart á là một trong những tập đoàn có doanh thu lớn nhất thế giới hay không? Tại vì trong những năm gần đây thì Walmart luôn luôn đứng đầu là một trong những tập đoàn có doanh thu cao nhất thế giới. Mình nhớ không nhầm đó chính là từ 500 tới 600 tỷ một năm đó anh em. 600 tỷ đô một năm, một con số rất là lớn ha. Và khi Walmart họ ứng dụng cryptocurrency vào thì thị trường của chúng ta sẽ được scale ra rất là lớn. Vì khi đó nguồn tiền họ đổ vào cũng như là các khách hàng của Walmart đó rất rất là lớn.
Vì vậy, vấn đề quay lại vấn đề mà mình nói hồi nãy về về Amazon, thì nhận định của mình trong video đó thì có thể rằng là Amazon họ không muốn đưa ra cái thông tin quá sớm, hoặc là họ muốn ém đi, hoặc là họ vẫn đang nghiên cứu gì đó. Thì mình nghĩ rằng là sẽ dần dần cái hiệu ứng domino nó sẽ dần dần nó sẽ đổ dần thôi. Đó anh em, thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực để cho anh em có thể theo dõi trong thời gian sắp tới ha. Ok, vậy thì mình sẽ đến một cái chương tiếp theo, tức là mình vẫn sẽ đưa cho anh em những cái chỉ số on-chain về BTC mà thôi. Thì hiện tại BTC nó đang điều chỉnh nhẹ sau khi mà nó đã tăng trưởng từ 47.000, 48.000 vài ngày trước, thì giờ nó đang điều chỉnh nhẹ ở mức là 45.000, 46.000 ha anh em. Thì về cái chỉ số on-chain của BTC thì sao? Thì anh em có thể thấy rằng là cái chỉ số on-chain của BTC là số lượng BTC trên các sàn giao dịch. Thì khi mà nó đã đi xuống như vậy rồi thì hiện tại là BTC nó đã đang trong quá trình đi ngang ha, nó vẫn chưa có gì đột phá và nó vẫn đang trong quá trình tích lũy này đó. Thì hiện tại phản ứng giá của BTC là vẫn là đi ngang và điều chỉnh nhẹ thôi. Thì lượng BTC, mình sẽ sang một cái biểu đồ khác, chính là lượng BTC được rút ra và được nạp lên sàn thì sao. Đây thì nó vẫn dao động trong một cái biên độ rất là nhỏ ha anh em, vẫn chưa có gì đột phá đó. Vậy thì đối với cái xu hướng BTC đang đi ngang và đang điều chỉnh như vậy, đang điều chỉnh nhẹ như vậy, thì đây là một cơ hội rất là lớn đối với các altcoin. Thì trong tuần qua có hai altcoin mà khiến mình rất là ấn tượng. Đầu tiên mình muốn gửi đến cho anh em ngay, đó chính là Solana. Đây anh em có thể thấy Sol. Đây mình mở cái biểu đồ 90 ngày. Tại sao là mình mở một cái biểu đồ 90 ngày là để mình muốn mang đến cho anh em một cái bức tranh tổng quan hơn. Đó, từ sau sự kiện 19 tháng 5 thì trước đây là Sol á, nó đã tăng trưởng rất là mạnh đúng không anh em? Nó tăng trưởng từ đầu năm đến trước ngưỡng ngày 19 tháng 5 mà mình hay gọi chính là ngày sinh nhật bác đó. Đó thì ngày đó thì mình luôn luôn nhắc lại trong video để cho anh em có thể hình dung được rằng là ngày đó chúng ta đã trải qua một cái sự cố khủng khiếp như thế nào. Đó, thì trước ngày 19 tháng 5 á, thì anh em có thấy là Sol bay rất là mạnh. Dường như là cực kỳ mạnh và không gặp bất kỳ một điều chỉnh nào. Thì có hai mốc quan trọng mà mình muốn dẫn chứng cho anh em, tức là đợt điều chỉnh vào tháng 2 của BTC từ 55.000 USD xuống còn khoảng là 48.000 USD, và đợt điều chỉnh thứ hai là từ là tháng 4 anh em, tháng 4 khi mà BTC gần chạm ngưỡng 60.000 đô và giảm xuống còn mức 50.000 đô. Thì trước đó thì Sol bay rất là cao và gặp hai cuộc điều chỉnh vào tháng 2 và tháng 4 á, thì BTC á điều chỉnh như vậy, nhưng mà Solana thì không nha anh em, vẫn bay một đường thẳng tắp luôn, bay đến gần khoảng là 50 đô, 51, 52 đô luôn. Đó, không gặp bất kỳ sự điều chỉnh nào hết. Nhưng cái gì nó cũng phải có một cái ngưỡng của nó thôi. Và vào đúng ngày sinh nhật bác, khi mà BTC điều chỉnh một cách kinh khủng như vậy, thì dù anh có mạnh mẽ đâu thì anh cũng phải chịu một cái kết quả tương tự như những đồng đội khác mà thôi. Thì Solana đã đâm thẳng một cây, anh em, đâm thẳng xuống luôn, đâm thẳng xuống 19 đô la. Đó thì lúc đó nhiều cộng đồng hoài nghi rằng là liệu Sol có phải là đang được bơm thổi hay không. Đó mà mình nói thẳng là được Sam đó, CEO của sàn của FTX bơm thổi hay không, hoặc là hệ sinh thái của Solana có đủ vững vàng để có thể tăng trưởng tiếp hay không. Rất nhiều câu hỏi hoài nghi đặt vào Sol vào lúc đó, tại vì nó tăng trưởng quá là nhanh đi, và sau khi nó đâm cũng quá là nhanh và quá là khủng khiếp, hình như là chia ba luôn đó anh em. Thì nếu mà anh em muốn tìm hiểu về Sol, muốn tìm hiểu về có phải là Sol đang khoác một cái chiếc áo quá là lớn hay không, cùng với hệ sinh thái ra sao, thì bên mình cũng đã có những cái series là DeFi Discussion. Mình sẽ để những cái link bên dưới để anh em có thể vào, có thể tham gia cùng tụi mình, có thể thảo luận cùng tụi mình. Thì tụi mình cũng có một cái chuyên mục chuyên về Sol ở dưới ha anh em. Thì anh em có thể tìm ở dưới để mà theo dõi. Thì quay lại về biểu đồ của Sol đi. Thì sau đó thì sao? Sau đó thì Sol đã khá là vất vả từ ngưỡng là 19 đô, 20 đô, khá là vất vả đây để mà có thể đi ngang như vậy. Nhưng anh em có thể biết rằng là khi mà một cái nền tảng mà nó đã được chuẩn bị từ trước rất là nhiều, được chuẩn bị với một đội phát triển rất là chỉnh chu, cùng với một cái hệ sinh thái đã dần mở rộng, thì trong tuần này Sol đã bay một mạch lên mức gần như mức cao nhất luôn anh em, gần như là 71 đô, 72 đô. Đó, thì cái điều này nó phản ánh cho chúng ta một cái bức tranh rằng là có thể rằng là khi mà cái quá trình tăng trưởng của Sol từ đầu năm tới ngưỡng 50 đô á,
thì nhiều người mới họ vào đó, họ nhìn như vậy, nhưng mà thực tế anh em biết được rằng là để được như vậy thì Sol đã phải mất một cái quá trình rất là lớn từ năm 2020 đó, năm 2019 nữa cơ đó. Thì lúc đó giá của Sol nó chỉ loanh quanh tầm không không phải mấy đô, một đô, và nó đi ngang như vậy nhiều tháng trời anh em, chứ không phải là một cái điều mà khi mà Sol tăng trưởng từ hồi đầu năm như vậy, nhiều nhà đầu tư mới vào họ còn bỡ ngỡ, họ còn chưa hiểu hết về nền tảng đó, thì đâm ra là cái làn sóng cộng đồng nó mới đổ dồn cái tâm điểm vào Sol và nó có những cái hoài nghi như vậy. Thì hiện tại á thì Sol đã đập tan mọi hoài nghi đó, và anh em có thể thấy rằng là để đánh giá về một nền tảng thì ok, điều đầu tiên chúng ta hãy nhìn về giá trước. Sự tăng trưởng về giá là một cái minh chứng rõ nét nhất để chúng ta có thể hình dung về nền tảng đó có tốt hay không ha. Ok, và gương mặt nổi bật tuần này thì theo mình nghĩ đó chính là Sol. Vậy thì một cái điều nữa mà mình muốn cho anh em biết rằng là khi Sol tăng trưởng thì sao, tại vì Sol là một cái hệ sinh thái rất là lớn ha, thì khi Sol tăng trưởng thì cũng sẽ kéo theo rất nhiều đồng coin khác trong hệ sinh thái của Sol tăng trưởng. Thì một cái mẹo nhỏ để mình có thể giúp cho anh em có thể dễ dàng research, có thể dễ dàng tìm hiểu rằng là những cái con coin nào đang thuộc hệ sinh thái của Sol, thì anh em có thể vào trang CoinGecko này ha, anh em kiếm Solana, và ở phía phần này nó có một cái tag là Solana Ecosystem. Thì mình nhấn vào đây á thì nó sẽ hiện ra tất cả đây những cái con liên quan đến Sol. Vậy thì trong tuần rồi khi Sol tăng trưởng mạnh mẽ như vậy thì anh em có thể thấy được là những con như là Radium nó tăng 74,2% trong một tuần ha, Serum cũng tăng khá là mạnh mẽ, Oxygen, hay là những con mà low cap như là Stefanance hay là Mercurial đó thì nó cũng tăng rất là mạnh mẽ ha. Stefanance tăng đến 137%, một con số khá là ấn tượng ha. Vậy thì mà khi mà Sol tăng trưởng như vậy thì cũng sẽ kéo theo một cái hệ sinh thái của mình tăng trưởng lên đó. Vậy thì mình sẽ có một cái số thông tin dành cho anh em đây, những con số chứng minh được là sự tăng trưởng của Sol đã mạnh mẽ như thế nào ha anh em. Hơn 900 validator được thực hiện danh Sol, và hết 77,4% Sol đã được stake rồi đó. 24 tỷ giao dịch được thực hiện, quá là kinh khủng luôn. Và phí giao dịch cũng rất là rẻ ha anh em, phí giao dịch cũng rất là rẻ luôn, 1,4 tỷ USDC và USDT được phát hành trên Sol, và hơn 300 dự án được xây dựng trên nền tảng của Sol. Wow, 2 tỷ này là 2 tỷ USD ha anh em, hơn 2 tỷ USD được khóa, đây là tổng giá trị được khóa. Và cái chỉ số này là mình rất là quan tâm em, tại đây là một cái chỉ số mà nó đánh giá được là cái sự tín nhiệm của các nhà đầu tư cũng như là các dòng tiền được đổ vào một cái giao thức, một cái nền tảng nào đó ha. Thì bây giờ Sol đã được đạt hơn 2 tỷ rồi. Ok, những cái con số rất là ấn tượng. Và đây anh em có thể thấy rằng là một cái bức tranh tiếp theo mình muốn gửi đến cho anh em, tức là về cái hệ sinh thái của Solana. Quá trời luôn, rất nhiều nền tảng, rất nhiều dự án được xây dựng trên hệ sinh thái của Sol. Vậy mà hỏi sao mà Sol không bay được một cái hệ sinh thái mà mình nhìn vào mình cảm thấy là chóng mặt luôn á anh em. Nó quá là nhiều và nó cũng mà nhiều nhưng mà nó không loãng nha anh em. Thực sự á, có nhiều hệ sinh thái khi mà nhìn vào mình thấy nó nhiều vô kể như vậy đó. Nhưng mà thực sự khi mà mình nhìn vào những cái tên đó mình cảm thấy như là nó không có chất lượng. Nhưng mà khi mà anh em nhìn vào hệ sinh thái của Sol đi, để mình thu nhỏ cái màn hình hiện tại. Đó, khi mà mình nhìn vào cái hệ sinh thái của Sol nên em mình cảm thấy như là dường như là tất cả các mảng đều có mặt của Sol trong đây và đều có những cái tên rất là ấn tượng ha. Về ví thì có Ledger nè, có Trust, có một đại diện của Việt Nam là Coin98 ở đây. Về Oracle thì chúng ta có thôi Chainlink, Band Protocol. Về DeFi thì chúng ta có Serum, có Radium đó. Về NFT Sol cũng có mặt luôn, và những mảng khác nữa. Thì đối với một cái hệ sinh thái như vậy thì nghĩ sao mà Sol sẽ không phát triển được. Thì về cái tầm dài hạn thì mình vẫn nghĩ rằng là Solana là một trong những cái nền tảng, những cái con coin mà anh em có thể tin tưởng vào, có thể dễ dàng đầu tư vào. Và dường như là cái độ an toàn của nó thì cái độ an toàn của nó thì nó sẽ ít rủi ro hơn những cái con coin low cap hoặc là những cái con coin DeFi khác ha anh em. Tại vì tính đến thời điểm hiện tại thì theo mình á thì Sol cũng đã nằm trong coin top rồi, không còn là chú ngựa ô hay không còn là một cái hạt giống tiềm năng như trước đây nữa, mà bây giờ là Sol cũng đã là một ông lớn thực thụ ở trong dàn coin top rồi.
ha. Vậy thì đó là về Sol. Và một cái đồng coin cuối cùng mình muốn gửi đến cho anh em chính là Axie Infinity AES. Thì quá là kinh khủng anh em. Thì sau khi mà vào tháng trước á, AES thì nó bay tầm khoảng $50 thôi, thì rất nhiều người nói rằng là AES sẽ dừng chân tại đây, đây sẽ là một cái đỉnh mới của AES trong thời điểm hiện tại trong năm nay. Nhưng mà đối với mình cũng hoàn toàn bất ngờ luôn khi mà trong tuần rồi đã đạt đỉnh gần $80 anh em. Vậy thì để nói về AES á, và về mảng NFT, gaming, blockchain á, thì video này sẽ quá dài để mà mình có thể mình truyền đạt hết được cho anh em. Vậy thì mình sẽ gửi đến cho anh em về toàn cảnh gaming, blockchain, về ứng dụng của nó trong mảng eSport, về tiềm năng của nó phát triển ra sao, và crypto đối với mảng thể thao nói riêng, ha anh em, nói riêng, nó sẽ như thế nào, và dự phóng về quan điểm cá nhân của mình về cái mảng này nó sẽ ra sao. Thì mình sẽ hẹn anh em trong một video lần tới ha. Thì đây thì video đến đây cũng đã dài rồi, thì mình nghĩ rằng là những cái thông tin mình mang đến cho anh em nó cũng đã khá là đầy đủ trong những cái diễn biến của thị trường trong tuần vừa qua. Thì mình rất là hy vọng là những cái thông tin mình mang đến cho anh em thực sự hữu ích và nó mang lại cho anh em những cái góc nhìn toàn diện hơn về thị trường, cũng như là những cái kiến thức mới để cho anh em có thể dễ dàng cập nhật hơn. Và mình cũng cảm ơn anh em vì đã đồng hành cùng với mình trong một video có thể nói là khá là dài rồi. Ok, xin chào và cảm ơn anh em nha. Bye bye.